hàng Trung ương Trung Quốc đã triệu tập Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC cũng như các nền tảng thanh toán khác như Alipay để thảo luận về vấn đề cung cấp dịch vụ cho đầu cơ giao dịch tiền mã hóa. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cảnh báo một số ngân hàng quốc doanh lớn nhất và dịch vụ Alipay của tỷ phú Jack Ma phải điều tra và xác định các tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện cho giao dịch tiền mã hóa và chặn tất cả các giao dịch tương ứng. Đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh chống lại Bitcoin. Cơ quan quản lý kêu gọi các nhóm tài chính xác định và chặn tất cả các giao dịch chuyển khoản đến các tài khoản được nắm giữ bởi các sàn giao dịch tiền mã hóa và những người trung gian nước ngoài khác, cũng như đầu tư vào công nghệ để xử lý bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến đầu cơ tiền mã hóa. Lệnh này là một phần của cuộc đàn áp gần đây từ chính phủ Trung Quốc đối với tiền mã hóa bắt đầu vào tháng 5, khi Bắc Kinh tìm cách chấm dứt giao dịch và đóng cửa các hoạt động khai thác tiền mã hóa lớn nhất thế giới nằm trong đại lục. Thay vào đó, Ngân hàng Trung ương muốn người dân sử dụng tiền kỹ thuật số của riêng mình. Loại tiền này đã bắt đầu được thử nghiệm trên quy mô lớn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, giao dịch tiền mã hóa đang làm gián đoạn hệ thống tài chính, gây ra nguy cơ chuyển tài sản bất hợp pháp xuyên biên giới và rửa tiền, xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh tài sản tài chính của mọi người. Trung Quốc hạn chế đáng kể khả năng chuyển tiền ra khỏi đất nước của công dân và đã theo dõi Bitcoin một cách thận trọng kể từ khi đồng tiền mã hóa này trở nên phổ biến gần một thập kỷ trước. Động thái mới của Trung Quốc cho thấy, đất nước này sẽ cấm mọi giao dịch liên quan đến tiền mã hóa, trừ đồng nhân dân tệ điện tử.